Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi, tôi có đang ở bên cạnh một người thực sự phù hợp hay không? Thật tuyệt nếu bạn có thể trả lời dứt khoát và không nghi ngờ rằng người mà bạn đang ở cạnh chính là tình yêu đích thực của đời mình. Nhưng cuộc sống cũng như các mối quan hệ không bao giờ là một con đường bằng phẳng. Vậy nên, những nghi ngờ và lo lắng có thể sẽ nảy sinh bất kỳ lúc nào. Nếu bạn đang đặt câu hỏi về mối quan hệ của mình hay đang băn khoăn rằng bản thân đã thật sự tìm được đúng người hay chưa? Sau đây là 20 dấu hiệu cho thấy bạn đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. 1. Bạn cảm thấy thoải mái khi ở bên họ. Sự thoải mái là một trong những cảm giác quan trọng để đánh giá xem người ấy và bạn có thật sự phù hợp hay không. Khi ở bên cạnh họ, bạn cảm thấy không phải cảnh giác hay đề phòng quá mức, không sợ hãi liệu sẽ có một cuộc tranh cãi nào sắp xảy ra, cũng như không có cảm giác bị bỏ rơi. Đó chính là những dấu hiệu tích cực dành cho mối quan hệ của bạn. Điều này không có nghĩa là hai bạn sẽ không có những cuộc tranh luận hay cãi vã căng thẳng. Nó chỉ có nghĩa là về mặt tổng thể, bạn cảm thấy thoải mái và tự nhiên khi ở bên cạnh người yêu của mình. 2. Bạn luôn là chính mình trong mối quan hệ. Bạn biết rằng bạn được là chính mình trong mối quan hệ này, bạn có thể thoải mái nói ra suy nghĩ của mình, đưa ra những quan điểm khác biệt, để mặt mộc hay xõa tóc, bởi bạn biết họ sẽ không đánh giá hay giảm bớt tình yêu dành cho bạn, chỉ vì bạn đang sống đúng với con người của mình. Điều này cũng có nghĩa là họ tiếp cận với tình yêu và sự thấu hiểu ngay cả khi bạn không ở trạng thái tốt nhất, như lúc bạn ốm, tâm trạng tồi tệ hoặc bế tắc vì bạn đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn. 3. Bạn luôn tìm thấy niềm vui khi ở bên cạnh họ, dù đã ở bên nhau một thời gian dài. Khi cả hai đã ở bên nhau một thời gian dài, bạn vẫn sẽ có những giây phút phấn khích khi gặp lại người ấy sau một ngày không nhìn thấy nhau. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn đã đến đúng nơi và gặp đúng người. Williamson nói rằng, không phải ngày nào yêu cũng ngập tràn đam mê, nhưng nếu gặp được đúng người thì bạn luôn tìm thấy niềm vui trong việc dành thời gian ở bên cạnh họ. 4. Tính cách giữa bạn và người ấy bổ trợ cho nhau. Mọi người thường cho rằng những điều đối lập sẽ thu hút lẫn nhau và tuyệt vời hơn khi cả hai là phần bù của nhau. Vì vậy, hãy dành một chút thời gian xem xét liệu bạn và người ấy có những phần bù trừ bổ trợ cho nhau hay không. Anh ấy cởi mở, còn bạn là một người sống nội tâm. Anh ấy chu đáo trong từng chi tiết nhỏ, trong khi bạn lại có cái nhìn bao quát và nhanh chóng tìm ra giải pháp cho các vấn đề. Bạn có thể đã tìm thấy mảnh ghép phù hợp nhất cho mình. Nếu sự khác biệt của bạn và người ấy mang lại sự cân bằng cho cuộc sống của cả hai. Chuyên gia về các mối quan hệ, Amber Artist đã cho biết. 5. Bạn và người ấy chia sẻ những giá trị tương đồng. Thế giới quan giữa bạn và người yêu có tương đồng không? Bạn và anh ấy có cùng theo đuổi những chuẩn mực giá trị và niềm tin sống giống nhau không? Nếu câu trả lời là có, thì bạn có thể đã tìm thấy tình yêu của đời mình. Bởi theo nhà trị liệu Saudia L. Twy, sự tương đồng về thế giới quan rất quan trọng trong một mối quan hệ. Khi có cùng mục tiêu, suy nghĩ và những góc nhìn tương tự nhau trong cuộc sống, nghĩa là hai bạn đang cùng nhau đi về một hướng. 6. Hai bạn tranh luận một cách lành mạnh. Các mối quan hệ dễ có xu hướng đi đến đổ vỡ nếu cả hai bạn đều xem nhau là kẻ thù và luôn muốn giành phần thắng trong mỗi cuộc tranh luận, thay vì ý thức được cả hai phải ở cùng một phe. Theo nhà trị liệu Twy, nếu bạn và người yêu của mình là một cặp đôi phù hợp, bạn dễ nhận thấy cả hai đều vượt qua những cuộc cãi vã bằng cách trình bày quan điểm song song với việc lắng nghe đối phương và cùng nhau đi tìm giải pháp. Cả hai bạn có thể tranh luận, nhưng không thể để những vướng mắc của cuộc cãi vã trở thành một cái vòng luẩn quẩn. Và điều quan trọng nhất, bạn và người ấy đều biết cách bước ra khỏi thế giới của mình để chấp nhận và thấu hiểu quan điểm khác biệt của đối phương. 7. Bạn biết họ là người có thể tin tưởng. Hãy nhớ lại cảm xúc của bạn khi người ấy không nghe điện thoại, khi bạn gửi một tin nhắn và họ không trả lời, hay những lúc họ đi làm về muộn. Những lúc như vậy, bạn cảm thấy tồi tệ hay biết rằng mọi thứ vẫn đang ổn. Các mối quan hệ trong quá khứ có thể ảnh hưởng đến mức độ tin tưởng vào người yêu hiện tại của bạn một cách nhất định. Nhưng bạn vẫn có thể gặp đúng người nếu bạn và người ấy có những dấu hiệu sau đây.
bạn có thể thẳng thắn chia sẻ những bất an này với họ. Họ cởi mở, trung thực và sẵn sàng làm bất kỳ điều gì được xem là cần thiết để xây dựng niềm tin của bạn và cho bạn cảm giác an toàn. 8. Hai bạn thật sự lắng nghe nhau. Điều này có nghĩa là mỗi khi nói lên những mối quan tâm của bản thân, bạn luôn được người ấy lắng nghe và đón nhận. Bạn cảm nhận được sự quan tâm và thấu hiểu từ phía người yêu mỗi khi trò chuyện. Việc cả hai thật sự lắng nghe nhau giúp mối quan hệ của hai bạn trở nên gắn bó, cũng như ngăn chặn những vấn đề nhỏ nhặt ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. 9. Bạn biết quan điểm của bản thân đôi lúc không thật sự chính xác. Tiến sĩ nhà tâm lý học Daniel Fossey cho biết, suy nghĩ ban đầu có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách chúng ta kỳ vọng và lý giải hành vi của người khác. Ví dụ, bạn có thể nghĩ, người yêu của tôi không còn nỗ lực nhiều vào chuyện tình cảm của cả hai, mối quan hệ của chúng tôi đang tệ dần và có lẽ họ không còn yêu tôi nữa. Nhưng khi bạn bình tâm lại và nhìn vào thực tế, thật dễ dàng để chỉ ra tất cả những quan tâm mà người ấy vẫn đang dành cho bạn. Đó là lý do tại sao, như Daniel nói, việc xem xét lại quan điểm của bản thân là điều cần thiết. Đôi lúc suy nghĩ của bạn có thể không đúng với những gì đang diễn ra, và điều này có thể làm dấy lên những nghi ngờ không cần thiết. 10. Bạn nhận thấy phản ứng hóa học vẫn xảy ra giữa hai người. Ngay cả khi bạn đang có một chút nghi ngờ về tình yêu giữa hai người, hãy cân nhắc xem liệu bạn có còn cảm thấy phản ứng hóa học với người ấy hay không. Sự tích cực, cởi mở và cảm giác thoải mái, hay hai bạn có còn tán tỉnh nhau sau khi đã chính thức hẹn hò. Nhà trị liệu tâm lý Nichola Hardy cho rằng những phản ứng hóa học này rất khó để đo lường, nhưng chắc chắn bạn biết cách để cảm nhận nó có còn tồn tại hay không trong mối quan hệ của mình. Sẽ ổn thôi nếu cả hai bạn đang trải qua những giai đoạn khó khăn mà bất kỳ cặp đôi nào cũng gặp phải. Nhưng nếu phản ứng hóa học vẫn còn ở giữa hai bạn, thì đây là dấu hiệu tích cực cho thấy bạn và người ấy đã gặp được đúng người. 11. Những nghi ngờ của bạn chỉ là thoáng qua. Hãy cân nhắc xem liệu những nghi ngờ của bạn chỉ là cảm giác thoáng qua hay chúng vẫn là vướng mắc khó gỡ trong lòng bạn. Như Hardy từng trình bày, việc phải đặt câu hỏi quá nhiều về người yêu có thể là những dấu hiệu ám chỉ mối quan hệ của bạn đang gặp vấn đề. Vì vậy, bạn nên cân nhắc và tìm hiểu rõ lý do tại sao bạn cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, nếu sự nghi ngờ chỉ xuất hiện đôi lần và những dấu hiệu của chúng không thật sự mạnh mẽ, thì mối quan hệ của bạn đang rất ổn. 12. Bạn luôn được tôn trọng. Bạn có thể biết được đối phương có dành cho mình sự tôn trọng thông qua những hành động hàng ngày cũng như trong lúc cãi vã, thời điểm mà sự thiếu tôn trọng dễ bộc lộ nhất. Lúc này bạn hãy tự đặt câu hỏi, tôi có cảm thấy an toàn và được tôn trọng trong mối quan hệ này hay không? Đây là hai yếu tố quan trọng nhất quyết định một mối quan hệ lành mạnh. Sự thiếu tôn trọng thể hiện qua việc đối phương la hét, vượt qua những ranh giới cá nhân hay nói dối bạn, và những hành động này cứ lặp đi lặp lại, bạn chắc chắn sẽ không phải đối mặt với những vấn đề này nếu bản thân đang ở trong một mối quan hệ an toàn và lành mạnh. 13. Bạn luôn nghĩ đến người ấy đầu tiên khi có những sự kiện quan trọng. Nếu bạn vừa được thăng chức, nhận nuôi một chú chó con, hay đơn giản, hôm nay là một ngày tuyệt đẹp với bạn, ai sẽ là người nhận được thông báo đầu tiên về những sự kiện này? Điều đó là người yêu của bạn, đây là một tín hiệu tích cực. Và điều này cũng đúng với tin xấu, nếu gặp phải những sự cố không may và anh ấy là người đầu tiên bạn nhấc máy gọi, điều này cho thấy người yêu hiện tại thật sự quan trọng đối với bạn, và anh ta chính là nơi mà bạn có thể dựa vào. 14. Bạn cảm thấy bản thân đang ngày càng hoàn thiện. Bạn có hài lòng với phiên bản của mình khi ở bên cạnh người yêu, và anh ấy có khuyến khích bạn trở nên tốt hơn mỗi ngày. Nếu anh ấy hài lòng với con người của bạn hiện tại, nhưng vẫn khích lệ bạn hoàn thiện hơn mỗi ngày, cũng như đạt được những mục tiêu, thì bạn thật sự đã tìm được tình yêu đáng mong đợi. Và điều này cũng đúng với những chiều hướng ngược lại. Bạn yêu con người hiện tại của anh ấy, cũng như muốn thấy anh ấy có được thành công và đạt được những mục tiêu cá nhân của mình. Cả hai bạn đều muốn hỗ trợ nhau trở nên tốt hơn, nhưng cũng tôn trọng phiên bản mà mỗi người muốn trở thành. 15. Hầu hết bạn thân của bạn đều ủng hộ mối quan hệ này.
có thể bạn chỉ muốn tin tưởng vào đánh giá của chính bản thân mình, bởi lẽ bạn hiểu chỉ có bản thân bạn và người yêu là hai cá thể duy nhất hiểu rõ mối quan hệ này. Tuy nhiên, việc lắng nghe những góc nhìn từ người ngoài cuộc cũng có thể hữu ích nếu bạn vẫn còn băn khoăn về mối quan hệ của mình. Nhà tâm lý học Hardy cho rằng, nếu những cá nhân có thiện chí như bạn bè thân thiết và người thân trong gia đình luôn ủng hộ tình yêu của hai bạn, thì đấy chính là dấu hiệu tích cực cho thấy bạn đã gặp được đúng người. 16. Bạn thích bạn bè của họ. Tiến sĩ Sullivan cho biết, có một số sự thật rằng chúng ta có thể biết được nhiều điều về một ai đó thông qua bạn bè của họ. Vì vậy, hãy quan sát bạn bè của người yêu. Họ có thể tiết lộ cho bạn rất nhiều điều thú vị. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn phải chia sẻ toàn bộ sở thích cá nhân với hội bạn thân của người yêu. Nhưng tối thiểu, họ phải là những người mà bạn cảm thấy cần tôn trọng, hoặc tốt hơn, bạn cũng muốn dành thời gian cho họ. Nếu bạn bè của anh ấy dang rộng vòng tay chào đón bạn nhập hội và bạn cũng muốn làm điều tương tự, bạn thật sự đã tìm được một mối quan hệ tuyệt vời. 17. Hai bạn đều cảm thấy thoải mái với khoảng không gian riêng của mỗi người. Emily Griffin, một nhà trị liệu sức khỏe tinh thần cho biết, dành thời gian và có những khoảng riêng tư trong cuộc sống tách biệt khỏi người yêu là yếu tố thúc đẩy một mối quan hệ lành mạnh. Có những sở thích cá nhân và những hoạt động xã hội mà không có người ấy tham gia cùng cho phép chúng ta nhìn nhận giá trị của bản thân bên ngoài mối quan hệ tình yêu hiện tại, và điều này sẽ tốt cho cả hai bạn. Chưa kể, nếu cả hai bạn cảm thấy thoải mái với việc cho phép cả hai tạm xa nhau mà không thấy đó là một vấn đề lớn, điều này chứng minh cả hai bạn đều tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. 18. Bạn cảm nhận được sự công bằng trong mối quan hệ. Emily nói rằng, không ai muốn có cảm giác như mình là người duy nhất gánh vác tất cả một mối quan hệ. Từ việc ai là người được ra quyết định làm việc nhà cho đến khi thanh toán hóa đơn, nếu chỉ phải gánh vác một mình, điều này dễ khiến bạn cảm thấy căng thẳng. Nếu bạn đã gặp được đúng người, chắc chắn anh ấy sẽ tự giác thực hiện phần việc của mình và chia sẻ trách nhiệm cùng bạn. 19. Bạn sẵn sàng đối mặt với các vấn đề giữa hai người. Chuyên gia hẹn hò Samantha Daniel nhận định, mối quan hệ luôn có sự thăng trầm nhất định và tình yêu giống như một dòng chảy. Vì vậy, ngay cả khi bạn chắc chắn đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn, hãy xem xét phản ứng của bạn với vấn đề ấy. Nếu bạn sẵn sàng thừa nhận các vấn đề và tìm giải pháp cho chúng, đó là dấu hiệu cho thấy bạn trân trọng mối quan hệ và luôn muốn nó được tiếp diễn. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn không chắc chắn, hãy nói chuyện đó với người yêu về những lo lắng và sợ hãi của bạn. Họ cần biết cảm giác của bạn để có thể cùng nhau thực hiện những thay đổi tích cực. 20. Chỉ có bạn mới thật sự hiểu rõ chính mình. Có thể không có một câu trả lời chắc chắn nào khi nói đến liệu bạn đã tìm được tình yêu đích thực hay chưa. Vì vậy, với những gợi ý trong bài viết này, bạn có thể viết cho mình một danh sách lợi hại hoặc bất kỳ điều gì khiến bạn nhìn nhận vấn đề một cách rõ hơn. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là những cảm nhận từ sâu bên trong bạn. Smigel nhận định rằng, sự tin tưởng vào phán đoán của chính mình và lắng nghe nội tâm mách bảo thực sự có thể cho biết chúng ta đang ở trong một mối quan hệ như thế nào. Bên cạnh đó, cơ thể cũng tiết lộ rất nhiều điều về những gì đang xảy ra. Hãy lắng nghe nó.